Xin chào, mình là Linh, đây là kênh chia sẻ giáo dục của mình. Mình đến đây để giúp đỡ, giảm thiểu gánh nặng cho các phụ huynh và cũng như là hướng dẫn phát triển tư duy cho các bé. Muốn biết rõ mình là ai, xin mời bấm ở dưới phần mô tả dưới đây. Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm thế nào để nhân các con số gần 100. Nhân gần 100 đó là các con số nhìn nó rất là kinh khủng. Ví dụ như là 97 nhân với cả 96. Vậy chúng ta phải làm thế nào? Đầu tiên là chúng ta sẽ lấy số 100. 100 trừ đi 97 nhân với 100 trừ đi 96. 100 trừ đi 97 đó là ra con số 3. 100 trừ đi 96 ra sao con số 4. Và chúng ta sẽ làm hai phép tính. Đầu tiên là phép tính cộng. 3 cộng với 4 sẽ bằng 7. Chúng ta tiếp tục lấy 100 trừ đi 7 sẽ bằng 93. Chúng ta ghi vào đáp án là 93. Tiếp theo chúng ta làm phép tính nhân. Chúng ta lấy 3 nhân với 4 bằng 12. Chúng ta lại viết thêm vào đáp án là số 12. Và kết quả sẽ ra là gì ạ? Cực kỳ đơn giản ạ. 97 nhân với 96 sẽ ra là 9312. Và bây giờ các bạn sẽ thử làm một bài khác ạ và áp dụng phương pháp như vậy. Đó chính là 92 nhân với cả 93. Chúng ta sẽ có 10 giây để thử làm trước khi mình quay lại và hướng dẫn giải đáp cho các bạn. A few moments later. Chào các bạn, lại là mình đây. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nhé. Chúng ta lại tiếp tục lấy số 100 trừ đi 92 nhân với 100 trừ đi 93. 100 trừ 92 bằng 8. 100 trừ đi 93 bằng 7. Và tiếp tục chúng ta làm hai phép tính. 8 cộng với 7 sẽ bằng 15. 100 trừ đi 15 bằng 85. Chúng ta viết vào trong đáp án là số 85. 8 nhân với cả 7 bằng 56. Chúng ta tiếp tục viết vào đáp án là số 56. Và kết quả của 92 nhân với 93 đó chính là 8556. Quá đơn giản cho việc các phép tính gần 100, đúng không các bạn? Và hẹn gặp lại các bạn trong các buổi học tiếp theo với các con số khó hơn nữa. Và xin chào các bạn.